Bài tập hôm nay chúng ta sẽ dùng Corel để thiết kế một cái sườn lịch. Sau đó chúng ta sẽ thiết kế. Thì chúng ta sẽ dùng tool, macro, rồi run macro, và sau đó chúng ta sẽ chọn là Cylinder run. Chúng ta sẽ chọn 5 year các bạn ha. Rồi 12 tháng. Ngôn ngữ chúng ta sẽ chọn là English. Chỉ có English thôi, không có Việt Nam. Rồi. Cái layout chúng ta sẽ chọn là tùy ha. 12 tháng, 1 tháng. Nó có nhiều dạng. Các bạn có thể thử, và sau đó chúng ta chọn render này là chúng ta ok. Và chúng ta được một cái sườn lịch năm mới. Đây là file vector, sau đó chúng ta có thể copy vào Photoshop, chèn vào hình của các bạn chẳng hạn. Thì chúng ta được một cái lịch rất là nhanh từ Corel. Các bạn có thể làm thử từ Corel và chúng ta sẽ copy Từ những cái qua file Corel Photoshop. đó, các bạn có thể ứng dụng qua Photoshop và chúng ta sẽ chèn vào lịch như thế này. Tùy các bạn thiết kế và chúng ta chèn vào cái form hình của chúng ta. Thật ra thì nếu không có Corel thì thật ra chúng ta phải dùng thiết kế bằng tay, hoặc là trên mạng có một số trang web người ta sẽ cho các bạn tool để download xuống. Thì các bạn có thể ứng dụng cách nhanh nhất là chúng ta sẽ dùng Corel và chúng ta sẽ bỏ qua thiết kế vào Photoshop. Thì cái mẫu nó tương tự như thế này là các bạn thấy là cũng rất là đẹp rồi ha, có thể in được rồi. Các bạn có thể chọn khổ A3 hoặc là A4. Trước khi chúng ta in thì chúng ta chọn khổ A3, A4 và chúng ta sẽ thiết kế design lên ha. Rồi chúng ta sẽ kéo cái Corel của chúng ta thiết kế lịch đó và thiết kế lại. Rồi, thì nhân dịp năm mới thì mình cũng chúc các bạn là một năm mới là nhiều thành công và may mắn, sức khỏe ha. Rồi nhiều niềm vui trong cuộc sống, và nhớ những lúc rảnh rỗi thì chúng ta hãy vào kênh Phù Thủy Photoshop để xem ôn lại hoặc là xem những clip mới để chúng ta có thể thành thạo hơn về Photoshop, và chúc các bạn năm mới vui vẻ.